Alo alo, Ngọc xin mến chào đại gia đình thân thương của Ngọc nha. Chào mừng các tình yêu đã đến với kênh YouTube của Ngọc. Và Ngọc mến chúc đại gia đình của mình một ngày mới thật là vui vẻ nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ giùm cho em nha. Nếu mà các anh thấy Ngọc có một giọng nói dễ thương, phong cách ăn mặc dễ thương, đẹp đẽ, xinh xắn thì xin mọi người like video, đăng ký kênh này để ủng hộ giùm cho Ngọc để đón xem những clip mới của Ngọc hay và thú vị hơn gấp nhiều 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 lần hơn nữa. Ngày hôm nay là một cái video rất là đặc sắc và cực kỳ hấp dẫn. Năm Ngọc sẽ bật mí cho mọi người biết được năm cái lý do mà một người phụ nữ rất là thích ở một người đàn ông nhưng mà ngại không dám nói ra vì mắc cỡ lắm. Và lý do do đó là gì và năm cái đặc điểm nào mà khiến cho một người phụ nữ thích một người đàn ông đến như vậy. Ngay bây giờ đây thì Ngọc sẽ bật mí cho các anh, đặc biệt là những người nào đang độc thân vui tính mà muốn chinh phục một cô gái mà mình đang thầm thương trộm nhớ, thì các anh cũng có thể biết được năm cái đặc điểm này để các anh có thể là làm sao để cho mình có được năm hoặc là nhiều yếu tố hơn nữa thì sẽ khiến cho cô nàng sẽ chinh dễ bị xao xuyến bởi khi mà nhìn thấy một cái anh chàng có một cái tính cách và một cái ngoại hình hay là một cái gì đó. Mà năm cái đặc điểm này Ngọc sẽ bật mí ngay bây giờ đây. Một người con gái họ có những cái tính tình rất là khó hiểu. Để hiểu được một người đàn ông thì chỉ cần cái cuốn sách bê lớn vậy thôi à, dày bê lớn vậy thôi là đã hiểu được rồi. Nhưng để hiểu được một người phụ nữ thì phải cần một cuốn sách rất là dày hơn, gần một gang tay cỡ như vậy nè, để mà có nhiều trang ở trong đó để mình hiểu được. Tất nhiên là một người con gái họ có những cái đòi hỏi, những cái yêu cầu nó nhiều hơn và cái tính cách họ nó tùm lum tùm la hết và khiến cho các anh rất là đau đầu. Và ngày hôm nay Ngọc sẽ bật mí cho các anh biết được năm cái đặc điểm này mà khiến cho một người con gái cực kỳ thích ở một người đàn ông. Nhưng mà con gái thì họ hay e dè và mắc cỡ, họ không dám nói ra chút xíu nào đâu. Và bây giờ Ngọc sẽ nói ngay bây giờ đây, khi mà các anh đi chơi và hẹn hò với một cái cô gái đẹp thì khi đó đó các anh sẽ làm gì? Mình đi chơi với gái đẹp thì tất nhiên mình phải vẫn chuẩn bị quần áo cho đẹp đẽ rồi tóc tai gọn gàng đúng không ạ? Nhưng không, đối với một cô gái họ cực kỳ thích cái đặc điểm này ở một người đàn ông. Đó là khi đi chơi với một anh chàng, tự nhiên anh ta chở mình. Mà khi anh đó, ở Việt Nam thì hay đội nón mũ hiểm. Nếu như mà cái người bạn trai của mình đội nón mũ hiểm vào, rồi khi mà mùa nắng nóng chạy xe, rồi thời tiết nó làm cho cái mồ hôi da đầu của mình nó sẽ tiết ra cái chất nhờn. Và khi đó cái đầu của mình nó sẽ không còn sạch sẽ nữa. Thì khi đó các anh gỡ nón mũ hiểm ra thì cô nàng ngồi phía sau hưởng hết. Trời đất ơi, phải chăng mà nếu mà anh chàng nào mà đã mắc công chuyện làm, không có rảnh để đi tắm, thì khi đó mình vừa gỡ cái tóc ra, trời đất ơi nó hôi, thì làm sao mà cô nàng có thể thiện cảm được. Cho nên cái điều đầu tiên đó là tóc tai phải thật là cắt tỉa cho nó sạch sẽ, rồi trời ơi, tắm rửa cho nó thơm tho, sao bóng đồ, trời ơi, bóng rẻ rề trong siêu thị bán thiếu gì, tắm cho nó sạch sẽ xong cái đó các anh đi chơi với cô nàng là hợp lý nhất đúng không? Đó là cái đặc điểm nhất, đó là cô gái rất là thích một người đàn ông tóc tai gọn gàng sạch sẽ ha. Cái đặc điểm thứ hai đó là cái bộ trang phục. Cái tính cách của một người đàn ông, một người phụ nữ là thể hiện qua cái trang phục, cái bộ đồ. Thế thì các anh đi chơi với một người con gái mà mới quen thì các anh nên chọn những cái chất liệu quần jean, áo thun hay làm sao đó lửng lửng, ngắn ngắn tới đùi nè, để thể hiện cái phong cách của mình là năng động, trẻ trung, và nó phải hợp thời trang với cái mái tóc của mình. Thì khi đó cô gái sẽ càng sao động bởi những anh chàng như vậy, bởi cái tính cách này là một cái người đàn ông hợp mối với lại cái gu thời trang thẩm mỹ. Thì cô nàng này lại có rất là nhiều cái sở thích, đó là thích những anh chàng đẹp trai, sạch sẽ, tóc tai gọn ghẽ, sạch sẽ, thơm tho, rồi quần áo phải thật là tươm tất, đúng không ạ? Đó là đặc điểm thứ hai. Đặc điểm thứ ba đó là cái chuyện về cái tính tình của một con người đàn ông nó cực kỳ quan trọng. Một người con gái hay một người đàn ông họ sẽ bị xao xuyến bởi cái đối phương là bởi vì cái tính cách của họ. Một người đàn ông vui vẻ, hòa đồng với mọi người, gặp ai cũng cười cười giỡn giỡn. Như ví dụ như là một cái người đàn ông mà nổi tiếng ở trong giới nghệ sĩ đó, ví dụ như là diễn viên hài Trấn Thành á, thì anh ta có cái cách nói chuyện vui vẻ, hòa đồng với mọi người thì sẽ khiến cho tất cả mọi người ai cũng yêu mến hết. Nhưng
mình không phải là một người nổi tiếng, mình chỉ là một người đàn ông rất bình thường. Nhưng để mà thu hút được một cô gái thì cái điều đó hết sức đơn giản. Đó là các anh nên tạo thiện cảm với cô ấy bằng những cái cách nói chuyện dí dỏm, hài hước. Một người đàn ông hài hước thì chắc chắn sẽ chinh phục được rất là nhiều cô gái, chứ không phải là một cô gái. Tin Ngọc đi, Ngọc nói là thật đó. Cho nên các anh nên tập cho mình có cái tấm hài hước. Ví dụ như anh nào ít hài quá thì lâu lâu cũng chê một câu cho nó cười cười, nó vui vẻ, thì cô ấy sẽ cảm thấy rằng cái đặc điểm này là bảo đảm rằng không phải cô ấy mà tất cả mọi người trên thế giới này ai cũng thích những người có tính hài hước. Và cái điều tiếp theo đó, một người đàn ông, cái vấn đề thứ tư đó là cái tính cách gọi là ga lăng với phụ nữ. Ví dụ như bây giờ mình đi chơi với bạn gái, mình thấy cô ấy dắt chiếc xe ra, trời ơi nặng quá. Mà bây giờ mình, một người đàn ông cao to vạm vỡ như thế này, mà thấy cô ấy dắt một cái chiếc xe SH ra mà nặng quá, thôi mình cứ đứng mình nhìn như vậy thì cái bản tính đó, người phụ nữ họ không thích tí xíu nào hết. Cho nên là Ngọc cũng khuyên ở đây, nếu anh chàng nào mà là có tính cách là không có quan tâm như vậy thì mình nên chủ động mình quan tâm hơn cái người cô gái này, hay là bất cứ một người phụ nữ nào mình thấy người ta có những cái gì nó nặng nề mà không có làm được á, thì các anh hãy sẵn sàng săn tay áo lên bay vào để mà giúp cô ấy, có thể là giúp cái này cái kia cái nọ, thì cái đó là cái bản tính ga lăng của một người đàn ông. Đàn ông trên đời này sanh ra họ rất là mạnh mẽ, dạm dở, cơ bắp cuồn cuộn. Để làm gì? Đó là để mà hỗ trợ cho chị em phụ nữ chúng em, chân yếu tay mềm, xinh đẹp nhưng mà chưa yếu tay mềm, rớt nào cũng cần có một cái superman. Đó là những người đàn ông như thế, đó là cái bản tính ga lăng. Những người phụ nữ, đặc điểm tiếp theo đó là họ rất thích những người đàn ông có bản tính ga lăng. Đó là cái nghĩ học nghĩ là chính xác 100% luôn. Và cái đặc điểm cuối cùng, đó là cái đặc điểm này và chị em phụ nữ cực kỳ thích luôn, đó là những người đàn ông có đeo chiếc đồng hồ trên tay. Chiếc đồng hồ, ủa chiếc đồng hồ có liên quan gì trời? Chiếc đồng hồ nó thể hiện lên một người đàn ông có cái tinh thần trách nhiệm rất cao và không bao giờ trễ trong các buổi hẹn. Anh ta biết rằng anh ta cần làm gì đúng giờ, và họ sẽ phân bố cái công việc và cái việc làm và cái công việc và hẹn đi chơi với bạn gái, họ phân bố thời gian nó hợp lý và họ không quên những cái ngày giờ này kia quan trọng trong cuộc đời. Thì một người đàn ông thì lúc nào Ngọc khuyên cũng phải có cái chiếc đồng hồ. Nhưng có nhiều người, người ta không cần đeo đồng hồ, người ta nhìn đồng hồ điện thoại được rồi. Nhưng chị phụ nữ lại rất là cực kỳ thích những người đàn ông có đeo chiếc đồng hồ. Không biết làm sao nữa, thì theo nghiên cứu thì người ta nói như vậy, thì mình cũng nói như vậy thôi. Chứ thật ra là trong cuộc đời này á, có người thì thích đồng hồ, có người thì không thích đeo đồng hồ nhá. Nhưng mà đó cũng là cái vấn đề mà Ngọc chỉ đưa ra để tham khảo thôi. Và hy vọng là các bạn sẽ xem clip này với tính chất gọi là tham khảo vui vẻ giải trí thôi. Có thể là nó không chính xác 100%, nhưng các bạn có thể góp ý cho Ngọc biết được là còn đặc điểm nào để mà một người phụ nữ họ thích ở một người đàn ông nhưng mà họ không dám nói ra không. Tại vì mắc cỡ lắm, chị em phụ nữ là chúa mắc cỡ, cho nên là nói ra thì nói chi vậy, trời ơi hỏi không nói đâu. Đó, cho nên làm sao mà người đàn ông có thể hiểu được cái tâm lý một người phụ nữ, họ cần gì, họ muốn cái gì. Cho nên là Ngọc quyết định là làm clip này để cho các anh chàng của chúng ta hiểu hơn về chị em phụ nữ. Và đây là clip mang tính chất vui vẻ và giải trí. Nếu mọi người thấy clip này hay và thú vị thì xin mọi người like video, đăng ký kênh ủng hộ giùm cho em, để em có thêm nguồn động lực để làm video nữa nha. Xin cảm ơn và Ngọc Mến chúc đại gia đình của mình một ngày thật là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nha. Bye bye.